Các bạn thân mến, mình đang cầm trên tay những chiếc ốp lưng dạng silicon viền trong dành cho chiếc điện thoại Lenovo S60. Bộ sưu tập này thì nó gồm có 4 màu là màu trắng, màu hồng, màu xám, đen và màu xanh. Với cái sản phẩm này thì các bạn có thấy cái viền máy nó sẽ trong suốt hoàn toàn, và cái mặt lưng thì nó có độ trong mờ. Như thế này thì nó giúp cho chúng ta khoe thân máy một cách dễ nhìn kín đáo hơn. Và đặc biệt với ốp lưng dẻo thì bốn cạnh của nó được vò như thế này, thân cao như thế này, nó ôm trọn bốn cạnh máy của chúng ta, do đó chúng ta sẽ hoàn toàn an tâm với cạnh máy, chúng ta được bảo vệ một cách tốt nhất. Đồng thời từng chi tiết trên chiếc ốp lưng này thì bạn thấy là nó dành riêng cho chiếc máy chúng ta, chiếc Lenovo S60, do đó nó rất là chính xác, chúng ta chỉ cần lắp vào sử dụng một cách dễ dàng. Đây là chiếc màu xám, đây là màu xanh, cuối cùng chúng ta có màu trắng. Để đặt mua ốp lưng dạng dẻo viền trong dành cho chiếc điện thoại Lenovo S60, các bạn thể truy cập trực tiếp vào website đồchơidiđộc.com và chúng ta làm theo các hướng dẫn đơn giản ngay trên đó, hoặc chúng ta có thể gọi điện trực tiếp đến số điện thoại của bộ phận bán hàng, số điện thoại 0938700151 để đặt hàng rất là nhanh chóng và dễ dàng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sản phẩm tiếp theo. Broken, but I love it. Heartache, I'm above it. Ugly and bipolar, how she treat me like an ogre. Throughout the complications, I ride to show you gratitude. You know that I could never, ever do you wrong. I feel a little faded, but I'm strong. And I cannot let my emotions on a song.